chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình thương hiệu việt hàng việt với cuộc sống chương trình do tạp chí sở trí tuệ và sáng tạo phối hợp với liên hiệp khoa học doanh nhân việt nam và iplay thực hiện Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 1 tháng 4 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cùng Trung tâm vùng US Asia Pacific Hoa Kỳ đã tổ chức diễn đàn bất động sản Việt Nam và quốc tế năm 2023. Đây là một chương trình đặc biệt được tổ chức rất trang trọng, uy tín với quy mô khoảng 400 người tham dự. Rất nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành ở nhiều lĩnh vực trong nước và quốc tế đã mang đến những góc nhìn đa chiều về thách thức và cơ hội cho ngành bất động sản trong thời kỳ mới ông Michael Lai, Tổng giám đốc trung tâm vùng US Asia Pacific Hoa Kỳ đã chia sẻ về cơ hội đầu tư bất động sản và dịch vụ di trú EB-5 tại Mỹ và Canada, mở ra nhiều cơ hội cho người muốn định cư lâu dài và sở hữu quốc tịch ở hai quốc gia này. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Ngọc, phụ trách khoa thẩm định giá và kinh doanh bất động sản tại Trường Đại học Tài chính Marketing, đã chia sẻ về bất động sản nông nghiệp đa dụng, một mô hình đầu tư bất động sản bền vững, vì ngoài lãi vốn thì bất động sản đó còn tạo ra giá trị thực, dòng tiền thực và rất tốt cho môi trường. Luật sư Lê Đình Dũng, chuyên gia bất động sản thực chiến, chủ tịch câu lạc bộ tư vấn nợ ngân hàng đã đưa ra một số khái niệm mới về bất động sản xanh, bất động sản đen, bất động sản xám. Qua đó, thấy được bản chất của các loại hình bất động sản, dễ dàng lựa chọn nên đầu tư vào loại bất động sản nào để vừa phù hợp với chủ trương của nhà nước và vừa đầu tư hiệu quả, bền vững. Qua đó, chuyên gia Lê Đình Dũng cũng chia sẻ một số ví dụ điển hình của loại hình bất động sản xanh đang là điểm sáng trong thị trường bất động sản năm 2023 như bất động sản công nghiệp, bất động sản nông nghiệp, đặc biệt đó là bất động sản nông nghiệp trồng cây sầu riêng cho hiệu quả rất cao. chuyên gia đào tạo bất động sản Nguyễn Thành Tiến cũng mang đến những chiến lược đầu tư bất động sản hiệu quả. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Cường, chủ tịch câu lạc bộ môi giới bất động sản Hà Nội, cung cấp thông tin về công nghệ xây dựng mới hiệu quả và an toàn. À, như chúng ta biết là bất động sản là một ngành rất là quan trọng trong bất cứ một nền kinh tế nào à, quốc tế cũng như ở Việt Nam vì đó là nơi mà người dân họ bỏ rất nhiều tài sản của cải vào <laughs> và cũng là một cái ngành rất là quan trọng như kinh tế vì bất động sản gọi là hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế rồi địa phương rồi tất cả những cái ngành khác như tài chính vì bất động sản thì cần tài chính ngân hàng hỗ trợ rồi các ngành khác họ đầu tư vào bất động sản như bảo hiểm tất cả như vậy thì bất động sản những cái hội thảo như thế này rất là tốt rất là quan trọng và cũng là một cái dịp để mà chia sẻ thông tin kinh nghiệm trong nước những cái khó khăn trong nước rồi những cái giải pháp quốc tế rồi sự gọi là giao thoa giữa Việt Nam nền kinh tế Việt Nam và những cái nước phát triển thì hy vọng là chúng ta qua những cái hội thảo như thế này chúng ta có thể gọi là học được nhiều kinh nghiệm ở quốc tế và nhất là những nhà đầu tư nước ngoài họ cũng có cơ hội biết Việt Nam và tìm hiểu Việt Nam và giúp đầu tư và cũng như giúp Việt Nam phát triển phần cuối chương trình là lễ ký kết hợp tác của các đơn vị trong sự kiện Chương trình Diễn đàn Bất Động Sản Việt Nam và Quốc tế 2023 đã diễn ra sôi nổi và thành công tốt đẹp, giúp người tham dự nắm bắt được những xu hướng đầu tư hiệu quả và bền vững.